Vi hành cùng sao. Chương trình review độc đáo và chân thật về ẩm thực, các dịch vụ sức khỏe, làm đẹp, những địa điểm check-in sống ảo hoặc những nơi vui chơi giải trí đang gây sốt cho giới trẻ. Hấp dẫn, vui nhộn và nhiều màu sắc. Vi hành cùng sao. Chào mừng mọi người đã đến với chương trình Vi hành cùng sao. Hôm nay chắc là anh sẽ mời Việt Thi đi ăn. Chắc là mình cũng đi ăn cái gì rẻ thôi như kiểu là cơm này, bánh mì, xôi, đồ này nọ. Trời ơi, không ai tin được mời đi ăn rồi. Đi ăn cái gì khô ráo vậy anh? Trời ơi, đang đói. Đi ăn cái gì xôi mặn, trời, anh, bánh mì. Đang đói cái gì ăn thì được. Đói cái gì ăn thì được. Cơm tấm. Trời ơi, khô lắm sao mà ăn được. Không, nói chung là hôm nay anh sẽ dẫn em đi đến một quán bánh mì. Nó sẽ là một quán bánh mì ngoại quốc. Và đồng hành với chúng ta ngày hôm nay sẽ là chiếc camera tí tí này và anh camera. Ok. Hello, anh quay phim. Xin biết ạ, đi thôi. Nó ngay đằng sau này. Ok. Hiện tại là chúng ta đang đứng ở số 841A Lê Hồng Phong, phường 12, quận 10. Do đây là quán nằm ở trước mặt tiền luôn cho nên là mọi người rất là dễ kiếm nha. Ok, chúng ta đi vào thôi nào. Ok. Ok, vậy là ok, chúng ta ở đây có một cái menu. Menu thì ở đây sẽ có mặt trước. Ôi. Mặt trước thì nó sẽ có đồ ăn, đồ này nọ, còn mặt sau sẽ có các loại nước uống các thứ. Đó. Thì bây giờ mình ôi, em muốn bánh mì bơ, trứng nướng bơ, em muốn thịt bằm nướng. Chắc là em muốn ăn cả cái menu đúng không? Anh biết mà. Cho em lấy em một ổ bánh mì bơ với lại một thịt bằm nướng. Dạ. Vâng, trước giúp em hai cái này trước nha. Dạ. Anh dạ vâng ạ. Anh có uống gì không? Em uống gì đi. Thế lại lấy em một chè chanh. Ok ạ. Ở đây thì Việt Thi đang gọi bánh mì bơ này. Thế lại thịt bò nướng này. Cái búp lô hông. Nó là gỏi đu đủ Campuchia. Cái này cũng khá là lạ. Ăn hai này cho nó chứ đi. Cái này 10.000 cộng 15.000 thì chỉ có 15.000 thôi. Mà cái này tới 30.000 lận. Kinh tế em hẹp rồi đúng không? Đó. Đấy. Không nói hay em. Phải gọi là mình biết tiết kiệm đúng không? Thì mình còn những cái dự án lớn mình phải đầu tư vào, mình tiết kiệm đúng không? Ở đây nước cũng khá là phong phú, chanh đạo tắc đạo ta, nói chung là vân vân và vân vân. Thì đây, như mọi người thấy, nhìn nó là hấp dẫn, có bơ ở trên này nhưng mà bơ này nhìn nó là lạ. Đó. Thì chắc là mình nghĩ là cái này mình sẽ ăn kèm với bánh mì. Đây. Chứ mình còn có bơ nữa. Chắc bơ là đặc sản ở đây á. Rất là đặc biệt nha mọi người. Nè em tách cho anh nửa ổ này. Anh muốn ăn nhiều bơ hay là ít bơ? Ít bơ đi. Anh răng là béo rồi. Anh răng là béo rồi. Rồi đều bơ rồi đó cho anh đó. Thôi anh bỏ máy quay xuống đi để mình ăn được. Ok. Theo như việc khi mới vừa múc ngón tay thì bơ thật sự rất là ngọt. Thì nó khá là ngọt. Nên là chắc là khi mà mình có cái phần đồ chua đúng không? Đu đủ. Đu đủ này này. Thì nó sẽ tạo cái vị, đưa cái vị để mình dễ ăn hơn. Rồi đó. Còn em thì em thấy cái thịt nó có cái vị giống như là thịt xiên của Việt Nam mình vậy đó. Nhưng mà sao ta? Nó mặn mặn xong rồi bơ ngọt ngọt lên thì rất là dễ ăn. Dễ ăn hơn bánh mì. Bánh mì sẽ bị ngấy. Còn cái này thì nó dễ ăn hơn. Nếu như mà mấy bạn ăn bánh mì cùng với thịt thì chắc là sẽ ngon hơn. Vì thế mới giờ được nghe chị chủ quán nói là miếng bánh mì này bỏ thêm miếng thịt vô xong mà bỏ miếng đu đủ lên mới ăn đúng. Lên nào. Ok. Lên sao cậu mày làm kiểu múc vàng ý. Ngon cực. Ngon cực. Ngon cực, xong rồi ăn cho em thử cái cảm nhận nha. Ngon cực nó bao quát quá. Em ơi, bây giờ phải nói rõ là nó ngon cực. Thế vậy, bây giờ anh thử đi, xong rồi em nói cho anh coi phải đúng không nha. Ok.
Bây giờ em nói nha, thì là cái bánh mì giống như Việt Thi nói lúc nãy thì nó rất là giòn, còn bơ thì rất là béo, còn thịt thì nó có vị ngọt, vị mặn, rồi xong rồi mình còn đi ăn kèm với đồ chua nó giòn giòn nữa, thì giống như đút vào miệng nó hòa quyện với nhau, hòa quyện nó hòa quyện với nhau á. Okay. Đúng không? Anh có cảm nhận nó không có bị ngậy như là lúc mà mọi người ăn bánh mì không đâu. Nhưng mà em nói đúng á, nhưng mà riêng của phần anh thì anh cảm thấy là nó hơi bị nhiều bơ quá. Thì cũng có bơ mà bánh mì cũng có bơ, nên là khi mà hai thứ áp vào với nhau nó bị béo quá, dậy cái mùi bơ quá, nên là nhiều khi cái mùi thơm của thịt nó không được bật lên ấy. Nên là chắc là phải giảm bơ của bánh mì hoặc là giảm của thịt đi thì nó sẽ ok hơn. Anh biết tại sao không? Chắc tại em thích ăn béo quá. Ngon thiệt. Thì để nói về giá của quán thì ở đây trên menu có ghi là bánh mì bơ là 5.000 một ổ và thịt bò nướng là 10.000 một xiên. Thì anh như này khá là ổn. Thật sự khá là ổn. Tại vì bánh mì và thịt bò mà giá như này thì có thể mình ăn được nhiều ấy. Mà nó không sợ bị kiểu bị mắc này nọ. Tại vì em thấy bánh mì thì ăn cũng khá là no rồi. Cho nên là một người thì cái ổ bánh mì ở đây khá là nhỏ. Cho nên Vậy thì là nghĩ là một người ăn một ổ, còn nếu như mà sức ăn nhiều hơn thì nghĩ là ăn phải 3 đến 4 ổ thì mới no được. Sức em là 3 đến 4 ổ. Tại vì cái ổ bánh mì ở đây rất là nhỏ, thịt xiên cũng khá là nhỏ nữa, cho nên phải ăn khá là nhiều mới no được á. Với lại do là bơ ấy, nó sẽ ngậy, nó ngọt với lại nó ngậy, cho nên là ăn cũng rất là dễ bị ngán, cho nên là cũng phải mua nước cà phê nữa thì giá cũng ok, tầm xem nếu như mà một người ăn thì chắc tầm 50.000 là đủ rồi. Một người ăn là 50.000 là đủ no luôn rồi đó. Còn ở đây còn có bánh lăng nè, da ua nữa. Rồi còn có cả món bở đu đủ Campuchia nữa. Trứng nướng chén bơ, nãy giờ mình thì để ý cái hình này rồi, nhưng mà chắc là lần sau sẽ thử. Từ nãy đến giờ đó là cảm nghĩ của bọn mình khi mà lần đầu tiên ăn ở quán. Và bây giờ chắc là bọn mình sẽ đi phỏng vấn các thực khách ở quanh đây xem mọi người nghĩ thế nào. Đi thôi. Ok, go. Đi đi. Em là phỏng vấn anh Diệu đúng không? Dạ. Có được không ạ? À vâng. Bạn ơi cho mình hỏi là bạn tên là gì? À vâng. Thế cho mình hỏi là đây là lần thứ mấy hay là đây là lần đầu tiên bạn đến thưởng thức và bạn có cảm giác thế nào khi mà ăn món này không? Cái này em cũng quen món này lâu rồi. Ăn từ lúc còn bên Phúc Quỳnh á. Thế bạn cho mình hỏi là bạn đã thử cái món mà bánh mì bơ với cả thịt bò xiên. Thế bạn có cảm giác như nào khi cảm nghĩ gì khi mà thưởng thức món này? Thì món này ăn thịt bò nướng này nó có vị không có giống như mình, nó hơi lạ hơn. Bò của mình đây đa số là nó đậm đà, còn của cái kiểu kia nó hơi lạc lạc mà nó ngọt ngọt. Nó lạc lạc, nó ngọt ngọt thì nó có vị béo bơ. Bơ này nó không phải giống như bơ mình, đúng mà nó bơ này giống dạng là bơ ngọt kia. Đúng rồi, đúng rồi. Nên ăn nhiều, có người thích, người nào mà thích béo hay thích ngọt á thì thích ăn bơ nhiều. Đúng rồi. Còn những người không thích á thì ăn ít bơ lại. Đúng rồi, hơn. Dạ. Rồi, với cái mức giá mà của bánh mì và thịt xiên này thì bạn có thấy hợp lý không? Dạ, em thấy ok, đúng hợp lý rồi. Dạ. Tại vì ở ngoài đa số mình mua bánh mì không là không có gì là 3.000 một ổ. Mà mình ăn đây có bơ nữa, mà vẫn cũng có 5.000 thôi. Đúng rồi. Dạ. Còn thịt thì 10.000 sâu thì cũng cái sâu đều chuẩn rồi, cũng nhiều. Để sâu thịt ở ngoài mình ăn bò hay giờ heo ngoài mình ăn vẫn 10.000. Mà không có gì hết. Dạ vâng. Dạ em cảm ơn ạ. Em cảm ơn rất nhiều ạ. Ở đây không gian khá là rộng rãi, thoáng mát. Nói chung là ngồi trong hay ngồi ngoài thì gì thì nó cũng ok. Tại vì trong đây thì có quạt nè, nhưng mà Thi nghĩ là ngồi ở ngoài thích hơn, tại ngồi ở ngoài khá là mát. Ôi, ở đây cũng có đãi sinh nhật được. Không gian mình có kiểu nó rất là mở nên là nhiều khi không cần quạt kiếp này nọ cũng ok. Bây giờ mình sẽ đi ra ngoài xem mọi người đang làm gì ha. Cách chế biến này nọ. Dạ em chào anh. Thì không biết là quán của mình được thành lập bao nhiêu lâu rồi anh nhỉ? Quán này là mở ra học được 5 mình. À, gần được 1 năm. Thứ hai, kia là chi nhánh thứ nhất là nằm ở đâu vậy anh? Cống Quỳnh em ạ. Dạ? Cống Quỳnh em. Ở bên đường Cống Quỳnh nha mọi người. Chi nhánh đầu tiên là ở bên đường Cống Quỳnh. Và đây là chi nhánh thứ hai là đã thành lập được gần 1 năm rồi. Không biết là một ngày thì anh bán được bao nhiêu ký bò ha? Cái này là
Theo luồng khách, nghĩa là cứ xuyên tiếp liên tiếp liên tiếp liên tiếp thì thí dụ mà lượng khách mà nó đông á thì mình sẽ bán nhiều hơn, còn thí dụ mà khách nó bình thường thì bán bình bình. Dạ vâng. Ôi, em thấy cũng khá là nhiều chứ, thường ở đây là buổi sáng hay là buổi tối là nó đông khách hả? Đúng rồi, khoảng 6 giờ nó đông, nó ra như Cái món này có phổ biến ở bên Campuchia không anh? Món này là món đường phố. Đường phố Campuchia. Lúc mà mình đem về Việt Nam thì mình có cần phải kiểu làm lại gì không? Tại vì mình bệnh đa phần thiên về đồ ngọt, rất là ngọt luôn á. Mình về mình phải chế biến lại, như là để giảm đồ ngọt lại. Anh món này ở bên Campuchia người ta đọc là gì anh? Anh cũng biết không anh? Nhambang Siko Cambodia. Đây là món Nhambang Siko Cambodia nha mọi người. Ghê, biết đọc tiếng Campuchia rồi. Anh đọc đi. Nhambang Siko Cambodia. Yeah. Ủa anh, cái bơ này là không biết là công thức của mình là công thức gia truyền hay là công thức này là công thức tự riêng mình làm ra luôn, và cách làm như thế nào hả anh? Nó là công thức của tất cả. Giờ người Campuchia, em là người Campuchia nên nên mới nên món này, tức là nên món ở nhà. Ồ, vậy là cái bơ này là có nguyên liệu là từ bên đó mới đem về luôn, không có thành phần Việt Nam nào hết. Giữ bí mật. Anh chủ quà bảo là trước đây là bí mật, không thể nào bật mí cho người khác được, công thức gia truyền công thức bí mật. Ghê. Hồi lúc mà mới vào quán á thì Việt Thi chỉ gọi 2 xiên thôi, tại vì Việt Thi chỉ 3 xiên. Việt Thi chỉ gọi 3 xiên thôi, tại vì Việt Thi nghĩ là chắc là sẽ ăn hết. Nhưng mà cuối cùng vì cái sự hấp dẫn và sự ngon của nó cho nên Việt Thi ăn một mình. Việt Thi ăn 6 xiên. Winner chỉ ăn 1 xiên thôi. 7 xiên. Việt Thi ăn 5 xiên, còn Winner ăn 2 xiên. Thì nó cũng là một cái khoảng cách chênh lệch mà. Thì nói chung là đối với Việt Thi thấy thì ở đây địa điểm khá là dễ tìm. Do là ở ngay trước mặt tiền luôn cho nên tất cả mọi người chỉ cần nhìn vào là thấy ngay luôn. Không gian ở đây khá là thoải mái, sạch sẽ. Nhưng mà đối với Việt Thi á, thì nếu như mà mấy bạn nào mà không thích ăn ngọt hoặc là đang giảm cân như Việt Thi á. Em bỏ cái vế sau đi. Thì ý là mà bạn nào mà không thích ăn ngọt hay là không thích ăn mà kiểu bị béo quá thì Việt Thi nghĩ là chắc là mấy bạn sẽ không thích món này. Tại vì bánh mì thì đã có bơ rồi mà thịt còn thêm bơ nữa thì nó hơi bị ngấy. Nếu như mà mấy bạn muốn thì mấy bạn có thể là gọi bánh mì bơ thôi, chứ thịt xiên thì mấy bạn nói với chủ quán là không cần phải bỏ bơ. Thì thái độ của đây cũng rất là dễ thương, mấy bạn chỉ cần gọi là có đồ ăn ngay liền luôn. Mình cũng sẽ được nướng tại chỗ cho nên là nóng ngon, bánh mì cũng rất là giàu. Bánh mì bơ đây 5.000 ổ thì giá của nó như thế nào? Anh có thấy nó đắt không? Hay là... Thấy là nó ok mà. Tại vì nhưng mà mình mua một cái ổ bánh mì không thôi mà nó đã là 3.000 rồi. Rồi đây quẹt bơ cái thứ thì 2.000 là vừa. Bơ Campuchia nha mọi người. Thì em sẽ chấm 7/10. 7/10. Nếu mà là em thì em ta chấm 8/10. Thêm một điểm mà. Tại vì ở đây nó hợp khẩu vị với em. Tại sao em lại chấm 8/10? Tại vì anh nghĩ nha, do là tại vì anh không thích ngọt với lại béo, còn em thì kiểu khá là thích, với lại ở đây nó có đu đủ ăn kèm nữa thì vị nó không có bị ngấy quá. Đối với Việt Thi nó không có bị ngấy quá khi mà ăn chung với đu đủ, nó sẽ kiểu bù qua đắp lại á, nó không có bị dư hay là quá thiếu đó. Thì em chấm 8. Lần sau nếu như mà có cơ hội, Việt Thi sẽ cố gắng đến một mùa nắng để có thể thưởng thức được món lạp xưởng bò. Tại vì dường như là Việt Thi nghe review trên mạng thì món lạp xưởng bò đây rất là ngon và kiểu còn đặc biệt nữa, cho nên chắc chắn là sẽ đến thử. Thì và anh Winner đã xong cái phần mà review về quán bánh mì bò Campuchia rồi. Và nếu mà có đề tài nào mà mọi người cảm thấy quan tâm và thích thú thì mọi người hãy comment phía dưới cho Việt Thi cũng như là Winner biết nha. Và hãy nhớ like, share, subscribe kênh YouTube của Vi Hành Cùng Sao nhé. Bye.